Có nghĩa là khi mà người đó muốn đến đây mà lấy chị này á, là cái việc đầu tiên là phải làm giấy kết hôn trước, rồi sau đó về sẽ tổ chức mai là cứ giáp mặt trước, giáp mặt hai bên trước, rồi sau đó thì sẽ làm giấy kết hôn, rồi sau đó sẽ làm một mâm cơm nhỏ nhỏ ở đây, rồi kêu người đó mua cho chị cái mấy bộ đồ đẹp đẹp, coi như cái gọi là mình không có nhiều thì phải có cái tấm lòng đúng không? À, để cho một người phụ nữ mà lấy chồng thì nó phải có một cái gì đó chứ đúng không? Mỗi cái là người đó thì nhiều tuổi một chút xíu, nhưng mà theo như con nghĩ thì nhiều tuổi chắc là người ta sẽ thương thương vợ hơn, thương con mình hơn đúng không? Chú mừng không? Có mừng không? Chị có mừng không? Lấy được chồng có mừng không? Mừng đúng không? Chú cũng mừng đúng Thì không? cũng có gì làm hậu thân cho mình chứ Đúng rồi, có nghĩa là khi mà đang cái thì không phải. có nghĩa là khi kết hôn đó mà có cái giấy kết hôn thì thứ nhất là mình biết là con mình lấy người nào ở đâu đúng không, rồi bắt đầu địa phương người ta cũng biết ở cái cô này gả cho cái người đó, về sau có cái chuyện gì thì mình có thể tìm người đó được, chứ bây giờ mà kiểu dẫn khơi khơi đi lỡ mày về sau có chuyện gì mình đâu có làm gì được người ta đúng không, bảo đây là người ta lại nói là cô này theo người ta thôi đúng không, nên là bắt buộc là mình phải làm giấy kết hôn thì mình mới chịu đồng ý, còn không đồng ý là thôi đúng không. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái căn nhà hoang. Thì đây chính là cái nơi ở của một ông lão năm nay khoảng 80 tuổi và một cô gái năm nay khoảng hơn 20 tuổi các bạn. Thì hai người này được cho chính là cha dượng và con gái riêng của vợ sống ở đây cũng khá là lâu rồi. Thì đây chính là một cái căn nhà hoang mà người ta bỏ không khá là lâu rồi. Thì hai cha con này mới vào đây ở. Và xoay quanh cái mối quan hệ giữa cha dượng và con gái sống trong nhà hoang này thường được người ta nói ví như thế là một cặp vợ chồng sống với nhau ở trong nhà hoang các bạn. Sau khi mà mình tới thăm lần trước thì mình được biết là người cha thì chắc chắn là đã không còn sức khỏe để sống được lâu nữa, và người cha đang mong muốn là khi mà mình mất đi các bạn thì sẽ có một người nào đó cưới người con gái để thay ông chăm sóc người con gái này. Thì hôm nay mình tới đây báo cho gia đình một tin, đó chính là có người muốn hỏi cưới người con gái của ông chú này làm vợ. Và thực hư cái người mà muốn cưới người con gái của ông lão này làm vợ là ai thì bây giờ mình sẽ vô để trò chuyện và bật mí cho mọi người cùng biết luôn. Thì mình thấy thì hai cha con đang ở nhà cho nên mình mới ghé vô để thăm cũng như báo tin cho gia đình được biết về cái câu chuyện mà có một người đàn ông muốn hỏi cưới cô con gái của ông chú này làm vợ. Chú ơi, con chào chú nha. Dạ dạ dạ. Sao bữa nay chú khỏe không? Mệt dữ lắm. Mệt dữ lắm hả? Làm lại nữa à. Thổi. À. Thổi chứ. Dạ dạ, để cho con gắn cái này. Dạ. Chú bây giờ chị đâu rồi, chị đâu rồi? À. Rồi cô chú mấy chị ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm hả? Ăn cháo. Ăn cháo hả? Ờ. Rồi cho con vào trong đây cho con xem đang nấu món gì vậy. Ông vô đây không? Đang nấu món gì chị? Dạ. Đang nấu cái gì á? Chưa nấu. Chưa nấu hả? Chưa nấu. Là hai cha con chưa nấu cơm. Thì hôm nay là tính nấu món gì? Khô khô xả. Dạ? Khô khô xả. Khô kho xả hả? Mình xách xả với ớt á. Mình băm cho nhuyễn rồi mình kho lại. Dạ. Là mình ăn như có lương đồ gắt đồ. Ủa là sao con chưa hiểu? Có nghĩa là mình ăn cái đó đồ quen rồi. Cái có nghĩa là cái khô xả. Khô xả. Khô khô xả hả? Khô khô xả là cái gì? Nó mình xách xả xong hen. Dạ. Xách như dưa leo vậy đó. Dạ. Làm nhỏ. Dạ. Lộn với ớt. Dạ. Làm thiệt nhỏ. Càng ngày càng tốt. À. Mình bỏ vô nồi á. Mình chế nước màu, miếng màu, muối, bột ngọt. Rồi miếng nước, rồi dạ. Xong. Bắt lên bếp. Đâu đâu vô xem cho con xem thế nào. Đi 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 vô cho con coi cái món đó đi. Ông đi cùng luôn. Chưa. Cái đi đi vô mà. Vô thì đưa vô con xem nào, hôm nay là nấu món gì đây? Đây là cái buồng của chị gái này. Đâu đâu hôm nay nấu món gì đâu, trong này là cái gì? Cái này là mắm không ạ?
cái này là gầm ông 14 á. Dạ, dạ. 14 gầm là người ta cho à, cho cơm từ thiện. Cơm rồi con biết rồi. Hiểu không? Dạ dạ. Bữa nay rồi ngày mới nữa. Dạ. Rồi ngày mốt bữa kia nữa rồi lễ. À. Lễ 19 tháng 5 vậy đó. À. Hiểu chưa? Rồi rồi con biết rồi. Ừ. Có nghĩa là mấy cái chùa là lớn rồi đây là nó cho cơm ăn tới tấp luôn. À, cơm từ thiện đúng không? Ừ. Là người ta cho mình ăn mấy ngày rằm đúng không? Ờ, có khi người ta có gạo người ta cho nữa. Dạ dạ, ngồi đó đi cho con hỏi thăm xíu. Rồi. Rồi mấy ngày nay chú đi bán vé số không? Không, đi lượm mấy chai mũ á. À, đi lượm chai mũ. Ờ, mà mình kiếp nhiêu thì chừng 3 ngày mình bán lận. Là hai cha con đi lượm luôn hay một không mình? Không có, một mình. Một mình chú đi lượm? Ừ. À. Để cho nó ở nhà. À. Nó dọn dẹp ở nhà. À. Hiểu không? Có nghĩa là chị ở nhà là để dọn dẹp nấu cơm nấu nước. Có khi mưa gió đó, nó dọn dẹp, nó đậy. Dạ. Hiểu không? Dạ, dạ. Cái này nè. Dạ. Nó rột đúng không? Nó rột cho nên là mình phải ở nhà để mình dọn dẹp chứ không là nó ướt hết đồ đúng không? Ờ, nó tạt có khi không gió, không có gió thì nó không ướt đồ. À. Có gió thì nó tạt. À. Gió trên Vĩnh Long gió gì á. Dạ. Và nó cái này nè, khỏi ngủ luôn. Dạ. Ướt nhẹp. Có nghĩa là hôm nào mưa là không có ngủ được đúng không? Ờ. Ừ. Là mình cuốn đồ mình cất chỗ khác. Dạ dạ. Rồi từ hôm bữa nay thì có ai tới hỏi cưới chị này chưa? Chưa hỏi cưới hả? Ờ, chắc nó giá luôn rồi đó. Sao lại ở giá? Rồi từ nay hôm bữa nay ông có đánh tiếng ở đâu chưa? Hả? Từ hôm bữa nay ông đã đánh tiếng ở đâu chưa? Kiếm gì? Có nghĩa là mình đã đánh tiếng là gả con gái chưa? Mà cái này chưa, mà tại vì người ta thương á, là người ta cậy mà người lớn á. Ừ. Hiểu không? Ông già với bà già của nó đó, thằng đó đó lại nói tôi, nói chú vài tiếng nè. Ừ. Chú không có làm khó đâu. Ừ. Cho như cho gái đi nhiều, cho nó nhiều. Ừ. Hay nhiều. Ừ. Chú không đòi hỏi. Dạ. Mà làm đơn sơ thôi cũng được nữa. À. Chú cũng khoái thích cái chỗ đó đó. Rồi chị gái đã nôn lấy chồng chưa? Dạ bữa đợt đó là mới đầu đi rồi đó, mà nại bà kêu bà nói mới xảy ra chuyện này mà con Hưởng đi gấp. Đi đâu? Dạ tính đi vậy cũng khác ở mà họ nói hả, cái thằng chủ nhà khác đó không có nhà, rồi tạm thời ở lại đi chứ lại mới xảy ra chuyện đây rồi đừng có về sớm. Xảy ra chuyện gì? Dạ nói chung bảo mày mưa mà là ngồi sát vào chỗ cha xíu để cho nó gần cái không thì nghe bây giờ này. Có nghĩa là chị nói là đi đâu không? Là nó tính là giờ chỗ khác ở, không rồi. Có ở đây nữa. Là hai cha con đó hả? Nó tính là cho nó ở rồi mà, nhưng mà mình đi còn đi dán đi nổi á. Dạ. Mình bước vào rồi biết nó chỗ ở chỗ nó ở rồi đó. Dạ. Lâu lâu mình chừng bữa hai bữa vậy đó mình có tiền rồi mình đem về cho nó. À, là có nghĩa là ông đang tính là cho chị này ra ở riêng. Ờ. Rồi bắt đầu là khi nào mà ông đi lại ông vẫn ở đây. Ờ. Rồi khi nào mà có tiền thì ông mang ông cho chị á. Ờ. Rồi chị ra ở riêng là ở mấy ai? Thì nó kín đáo thì nó ở một mình cũng được. Ở một mình á hả? Ờ. Ở một mình lắm mày có như ai? Ở nhà trọ đó, thí dụ vậy đó, kín đáo rồi. Ở nhà trọ thì bây giờ bao nhiêu tiền một tháng? Là 900 ngàn. Rồi tiền đâu đóng? Bởi vậy nói ra thì không phải gì, xin lỗi cháu một cái đi nha. Dạ. Thủy á. Thôi đừng nhắc đến chuyện của người khác. Bây giờ con nói nè, có nghĩa là bây giờ là chị này đang muốn ra ở riêng. Ờ. À, mà bây giờ là rồi bắt đầu là hai cha con tách riêng ra nhau ở đúng không? Ờ. Là chú có chịu cho chị ra ngoài ở không? Thì nó muốn ở thì cho nó yên ổn cho nó. À, rồi chị gái này có muốn ra ngoài ở riêng không? Dạ, ngay lúc đầu là muốn ở ngoài rồi sẵn rồi, tại vì đỡ ta không kịp. Rồi mình ra ở riêng thì ai chăm sóc ba mình? À, cũng như con lo chuyện nhà gì ở chỗ khác trước đi rồi mới tới ở. Rồi đợi chủ tới rồi mình đi theo. Hiểu không? Là sao chưa hiểu? Nói lại.
cũng như bây giờ con nó đẻ thì nó sắp xếp trước, hỏi trước, rồi đợi chủ nó tới đi rồi mình góp theo luôn, góp theo con này, góp theo cái khác luôn. Nhưng mà cái này nó... Cái này thì nó nói là chủ cái nhà này nè. Chủ cái nhà này. Mà tại vì công ty là nó còn thiếu nợ. Nó không dám về đây đâu. Có nghĩa là bây giờ là chị đang muốn là ra chỗ khác kia ở. Mà tại vì cái này là mình ở nhà nước cho ở. Hiểu không? Ở xã cho ở. Dạ. Mình muốn đi á, mình muốn đi là qua tay ở xã. Mình mới đi được. Bởi vậy. Mà cái xã là có quyền hết thảy. Thôi bây giờ nói trở sang cái câu chuyện là chú là đang muốn gả chị này đi. Đúng không? Thì bây giờ là đang có người muốn hỏi chị cưới chị á. Thì chú liệu có đồng ý hay không? Thì bây giờ á, có nó ở đây cũng vậy, mà tôi làm cha nó là nó phải nín à. Nó phải chịu thôi. Bây giờ nó nói đàng hoàng cho tôi với nó ha, dám mặt thằng kia với nhỏ này là dám mặt. Rồi cha thằng đó với mẹ thằng đó dám mặt với tôi là nói chuyện với tôi nè. Y không có vậy này. Tiếng nói là tôi gọi. Bây giờ vậy này, có một cái người kia, người ta có gọi điện cho con. Nói là thấy chị này cũng dễ thương. Là muốn là xuống dưới đây là thưa với chú là cưới chị này cũng làm cơm làm nước giống kiểu ra mắt đàng hoàng. Rồi bắt đầu là về là cũng làm giấy kết hôn đàng hoàng. Chú đó thì cũng có một cái ghe hàng để đi buôn bán kiếm tiền. Cho nó dễ. Cũng có sổ đỏ. Cho nên là con mới xuống trước, con mới hỏi thử ý chú xem như thế nào. Thì xuống đi rồi dám mặt đi thì cái gì cũng được chăng á. Tôi dễ lắm. Cái gì cũng được hả? Tôi chăm mà dễ. Nhưng mà cái chú này thì cũng hơi hơi lớn tuổi một chút xíu. Không phải, lớn tuổi không thành vấn đề. Đừng có nó nhậu qua cái rồi hả? Không, chú này là không ăn nhậu. Không phải, tôi thí dụ như vậy nè. Thí dụ nhậu chút lĩnh này đó. Có rượu ở trong mình rồi đó. Nó nói ba sàm ba lát mà. Không có, không chịu đâu. Đây không ăn nhậu. Mà trong chú này là hơi lớn tuổi một chút xíu. Biết. Nhưng mà có cái hàng, rồi có sổ đỏ. Rồi con nói với con là nếu mà cưới thì chú ý chịu là cái người đó là đồng ý là làm giấy kết hôn. Đó đó. Làm giấy kết hôn đàng hoàng. Xong rồi về sau đàng hoàng. Xong về sau này nếu mà lỡ mày mà chú đây mất á thì cũng để lại phần tiền cho chị này. Đó. Như vậy con báo vậy chú có đồng ý không? Đồng ý thì chú đó. Nhưng mà chú đấy hơi hơi lớn tuổi chút xíu được không? Được. Khoảng độ 50 được không? Tôi biết chú nhiều không? Nhiều. Chú là cháu đánh giá chú rồi nhiều. Chú bao nhiêu? Đánh giá thử coi. 80 à? Hả? 80 chưa? Chưa đâu. 7 mấy hả? Chưa đó. Còn thấp nữa. 6 mấy hả? 6 mấy. Ủa sao lại 6 mấy? 65 á. Trước chú nói là chú 75 mà. Đâu, 65 à. 65 mà sao nhìn như 80 vậy? Đâu có nữa, tại vì cũng căng nhiều sớm. Hả? Cũng răng sớm. Rụng răng sớm hả? Ủa nhưng mà bây giờ cái người kia bây giờ là cũng nhìn nó còn cũng là còn trẻ lắm. Biết nhưng rồi. Mà mỗi cái là tuổi là hơi cao một chút xíu. Mà muốn làm con rể của chú chịu không? Nhìn cũng đang còn trẻ khỏe lắm. Nhưng mà cũng có cái hàng này cũng có gọi là có sổ đỏ có đất á. Là nói là bây giờ nếu mà chị này đồng ý làm vợ của chú mà xuống vợ của chị này, chồng của chị này xuống hỏi chú, nếu chú đồng ý á, là sẽ làm giấy kết hôn. Cũng làm vài mâm cơm để hỏi đàng hoàng. Rồi bắt đầu là khi cứ về là phải làm giấy kết hôn. Sau này ví dụ như lỡ mày người đó có vấn đề gì thì để lại tài sản cho chị này luôn. Rồi thì đó xem hiểu. Là chú quyết định là có đồng ý hay không. Lớn tuổi một hai tuổi phải không? Không, lớn lên chú này khoảng hơn 50 á. Hơn 50. Nhưng mà nhìn nó còn trẻ lắm. Vậy lại nhỏ hơn tôi nữa mà. Thì nhỏ hơn nhiều. Nhỏ hơn chú nhiều. Nhỏ hơn chú nhiều. Phải không? Đúng rồi. Chú 65. Cái này có cho 50 rồi, chưa tới nữa. Thì nhỏ hơn chú mà. Nhưng mà được không? Được. Được luôn hả? Yêu cầu làm giấy kết hôn đàng hoàng nha. Thì làm giấy kết hôn đàng hoàng mà. Trong trắng đàng hoàng. Đúng rồi. Nhưng mà con nói nè, có nghĩa là cái chú này muốn cưới chị này á, là trước đây là chú là cũng có vợ nhưng mà giờ bỏ rồi, mấy vợ mất rồi. Vợ là mất là mẹ.
là mất rồi. Giờ là không còn liên quan đến ai hết. Là có nghĩa là giờ vẫn đang độc thân á. Thì nếu mà chú chịu thì con đưa người đó xuống đây cho chú gặp. Được không? Được. Chị đồng ý không? Cho thấy mặt đi. Đúng rồi, phải cho thấy mặt chứ. Cho thấy mặt, không có. Có nghĩa là phải xuống đến đây luôn. Có nghĩa là phải xuống đến đây. Chú buồn cái là chú ghét là nhắn tới nhắn lui. Ý là sợ là giống người đó. Trong sạch đàng hoàng. Đúng rồi, trong chú đấy là chưa gọi là, nói chung cho, là cho thấy mặt đàng hoàng. Nói chung là bây giờ là người đó đang độc thân. Người đó đang độc thân. Dạ. Hay cho chú nghe cái này nha. Từ từ nha. Để cho chú nghe cái này là hôm nay người ta nói mấy con này. Từ từ nha. Phải nghe. Số điện thoại ông đâu xài số điện thoại đâu, nhưng mà chú 60, bé đó năm nay nó bao nhiêu ta? Tức là nghe trong clip bao nhiêu ta? Chị này chính thức là bao nhiêu tuổi? Hình như nó ba mấy là 33 tuổi. Là chênh nhau 33 tuổi hả? Nó phải đầy hơn chị này có khoảng độ gần 20 tuổi vậy đó. Có chịu không ta? Hồi đó tôi có vợ hả, là mẹ ruột của nó là không mấy tuổi hơn ai hơn cái bé đấy, 20 mấy tuổi đó. Đây, chú nghe nha, bây giờ chú cầm cái này chú nghe này. Dạ, chồng hơn vợ có sao? À, chồng anh vợ sao, chỉ sợ vợ hơn chồng thôi đúng không? Dạ. Mà là không từ tí nữa con cho chú xem mặt. Thất bại rồi hả, không tán được hả? Không phải không tán được mà hồi trước thì bà nói là con bà là ba thằng trai là có vợ hết rồi. Bây giờ phải nói với anh thì nói giờ mấy thằng đó chưa có vợ. Ý là sợ gánh nặng gia đình đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh sẽ 50 mấy gần 60 tuổi rồi mà anh tính làm mai với bé đó thì thấy nó chênh lệch quá không? Chắc cũng theo ai biết đâu ảnh rồi chứ còn. Ý là anh nhận lời con ghé đó nếu mà ông cha gả là anh lấy đúng không? Đúng rồi. Ông gả là con làm đám nhỏ nhỏ hay gì đó. Làm cái đám nhỏ nhỏ cũng muốn làm đám cưới, nếu mà được là cũng làm đám cưới luôn hả? Được không? Thì ông nói gì đó thì mình... Công bố là bây giờ ví dụ ai tới là gả, vừa được tuổi là gả đúng không? Nhưng mà ví dụ như người ta muốn làm một cái đám nhỏ nhỏ thì anh có đáp ứng được không? Được đúng không? Nhưng mà cái này là em không có phải làm mai làm mối đâu nha, em chỉ dẫn anh xuống, còn cái chuyện mà được hay không đó thì quá anh nha. Thế em cũng làm mai làm mối, tại thấy anh gọi điện anh nói là xem trên clip thì thấy cái bé đó anh thấy được thì anh muốn nó tới để tìm hiểu, nếu được thì anh lấy cái bé đó thì em dẫn tới thôi. Mà theo ông có lựa chọn tuổi gì không? Nghe trong clip này hình như ông nghe nói bản thân em thì dạ. Bản thân em nghĩ thì chắc là bây giờ chỉ có người gả là cưới là ông gả, nhưng mà em thấy cái tuổi của anh với tuổi của bé nó chênh lệch nhau đến gần hai mấy gần 30 tuổi, em thấy cũng kỳ sao á. Nhưng mà em nghĩ là chắc là người ta gả đấy chứ không đến nỗi đâu, miễn sao mình lo được cho người ta thôi. Cái tuổi đàn ông thì cái chuyện nó khá, còn sợ cái tuổi đàn bà nó già hơn cái tuổi đàn ông nó kỳ thôi chứ còn cái đàn ông thì già hơn cái đàn bà có sợ ăn thua cái ổng. Ý là anh nghe là anh thấy ông nói là ai hỏi là ông gả đấy đúng không, cho nên anh muốn tới thử đúng không, xem là có được không đúng không? Rồi nếu vậy để em một em tới em đánh phím trước, hai nữa là chờ khi nào anh tới đi rồi em dẫn anh xuống, rồi còn cái chuyện tìm hiểu đó là việc của anh ha. Chứ em không có làm mai làm mối gì đâu đó. Rồi sắp đâu bây giờ chú có xem xét cho chú xuống đó lần coi. Bây giờ tuổi gì đó. Anh tới thì em dẫn tới rồi chứ em tới để em tới thăm, nếu em có gì em báo cho. Nhưng mà anh phải sắp, nếu anh muốn thì anh phải sắp xuống anh chạy tới xem như thế nào, rồi trước khi mà cái hôm mà anh tới anh phải mua ít quà bánh gì anh làm quà tặng cho người ta rồi anh mới ngỏ lời, anh mới nói được với người ta chứ. Rồi có gì thì em đánh động trước thử xem tình hình sao, rồi có gì em báo cho. Thì cái clip đó thì chú quay á thì ảnh nói ai cái kênh nào mà kêu cái cô đó úp cái nón bảo hiểm vô trong bụng quay đó. Cái đó là nói chung là không có đâu cho nên là bỏ qua cái đó đi. Nhưng mà bây giờ là cô ấy nói là bố của cô ấy nói là bây giờ chỉ cần có người gả là cưới là gả đấy. Có người cưới là gả đấy ha. Thì nếu anh nhắm mà anh xuống anh muốn tìm hiểu cô đó thì anh xuống.
chứ giờ tuổi mình lớn rồi, giờ mình càng quan trọng anh lớn rồi nhưng mà cái bé đấy nó đang còn nhỏ này về chịu nổi đâu. Phải không? Dạ đúng rồi, cái người này này nhưng mà cháu cũng nói chuyện người đó luôn. Dạ con cũng nói chuyện với người đó là để con cho nghe cái đoạn mà người ta nói là về người ta sẽ đồng ý. Bé đó nếu mà bé đó mà ăn uống mà nó mập mạp lên anh mà chăm sóc tốt là nó không mập, nó cũng dễ thương ấy, chứ không nói nào đâu. Nó cũng dễ thương. Mày là bây giờ quyết định đúng không? Đúng rồi. 100% chưa? 100% rồi đấy, do chú đấy. Do sao lại do em? Cái này do anh chứ sao do em? Đâu có do chú rồi, giới thiệu chở anh xuống dưới đó chứ anh là nhận. Thì bây giờ anh sắp xếp đi rồi em chở anh xuống, rồi em chỉ chỗ cho anh xuống, rồi em chở anh xuống xong em đi. Ừ. Ừ, rồi còn xuống nhưng mà trước mắt xuống là phải mua cái gì đấy, ví dụ như làm quà, làm cáp gì đấy. Ừ. Mua ít bánh, ít trái gì đấy ở xuống ra mắt cha vợ chứ. Rồi sao, tính khi nào đi? Em lấy sớm đi chứ không là người khác. Em mới làm giấy kết hôn. À đây, cái đoạn này là có nói là làm giấy kết hôn này. Bên anh thì làm giấy độc thân, thì bên anh thì qua bên đây bên gái làm giấy kết hôn. Rồi làm giấy kết hôn phải không? Hả? Giống như có cái phải làm giấy kết hôn mới được. Mâm cơm nhỏ để ra mắt mọi người chứ không phải là lấy tính về chắc làm về là chỉ có ở lúi đi ở về là giống kiểu ở trốn. Cái gì cái cho mình nằm nắm giấy kết hôn rồi khỏe. Khỏe đó. Dạ. Hồi đó là do chú không có. Chú bơ vơ nè, người ta hỏi có giấy kết hôn không, nó không có, ngậm câm luôn. 75 tuổi, ông 75 mà ông lo. À, bây giờ là anh này nói là anh có đồng ý là làm giấy kết hôn. Bây giờ là làm giấy kết hôn không à. Chính chắn đàng hoàng á. Trong sáng á, để cho chú nghe này. Cái vấn đề ở chỗ là bây giờ ông cụ nó không biết là khi nào là ông đi, cho nên là anh phải sắp xếp sao sớm sớm để xuống trước khi ông ấy đi á, hiểu không? À, sắp xếp đi rồi em báo có gì, nếu mà ngày nào mà đi được thì báo cho em biết để em được sắp xếp nha. Đây, suy nghĩ bao lâu rồi trả lời. Hả? Bây giờ tôi cũng mới tính là sáng này với chú Tư nó ở đây nè. Đi ra ngoài. Là có nghĩa là anh này á, bây giờ là bài này chú này, có nghĩa là cái người đàn ông này á, là người ta nói là khi nếu mà xuống đây mà chú đồng ý á, là người ta sẽ đồng ý làm giấy kết hôn đàng hoàng. Đó, rồi bắt đầu cũng làm mâm cơm ra mắt gia đình. Đó, thì bây giờ là xuống hỏi ý kiến chú với chị xem sao, chú sao? Tôi thì chú thì cái gì cũng được nha. Chú gì cũng được chân á, chú chăm mà dễ luôn đó. Từ đó giờ cháu ghé nó mấy chập rồi. Rồi con biết rồi, nhưng mà cái ý của người ta như vậy đấy, chú đồng ý không? Đồng ý đúng không? Rồi bây giờ chị gái có đồng ý không? Thì có nhà đàng hoàng với kết hôn. Chị chú này là chú ấy có một cái ghe hàng, chú đi buôn bán ở trên sông á, là có nghĩa là đi bỏ bỏ mối hàng á. Rồi bắt đầu có sổ đỏ đàng hoàng. Đi làm gì? Hả? Ngày thường đi làm gì? Ông ấy chở ghe hàng đi bán hàng linh tinh á. Chạy xe hàng đi buôn bán á, về làm phu nhân. Vậy là chở các thứ trái cây rồi. Giống như là về làm bà chủ đi bán trái cây hả? Ngon à? Ngon à? Thiệt á? Ước vậy nó kìa, có cái ghe ở bên bển kìa, ở bên cầu Bình Múc kìa. Chú quen nhỏ đó đi hen, nó mấy số. Mà còn qua chú ưa con ghé cái quán cà phê đó đó. Là bà già của cô đó hả? Hai chồng hả, còn trẻ dữ lắm nha. Dạ. Sắm chiếc xe tải á. 17 tấn. Xe tải á. Bây giờ vậy này, quay lại cái vấn đề ở chỗ này, chị có đồng ý không? Nhưng mà chưa thấy mặt người đó lần nào rồi. Chưa thấy mặt á hả? Nhưng mà bây giờ chịu lấy chồng chưa, để cho xem mặt. Hả, bây giờ để cho xem mặt một xíu được không? Hả? Nó nói kìa. Thì người này thì có vẻ cũng hơi lớn một chút xíu nha. Đi ra đây cho nó mát. Đi ra đi, đi ra đằng trước đi. Cho nó mát. Lấy ghế vậy. Ngồi đi. Là để em cho xem mặt một chút xíu à. Rồi bây giờ nếu mà, nhưng mà quê của người này là ở Cà Mau luôn á. Quê ở dưới Cà Mau hả? Dạ.
chú là làm ở dưới chợ Cà Mau á. Chú hả? Ờ, làm đất mũi Cà Mau á. À, người dưới tôm xuống cho người ta. À, người đàn ông này là có cái ghe hàng là quê ở Cà Mau. Vậy là có lý à. Được không? Gã nó xong rồi chú dọn ở dưới luôn đó. À, xuống rồi. Giữ dưới tôm. Ừ. Bây giờ một tháng đó, cháu biết nhiều không? Nhiều. 6 triệu. À. Cơm nước người ta lo, đầy đủ. Tiền là đúng một tháng vậy là 6 triệu. Giữ tôm xú đó. Thì người ta đang nói là nếu mà được thì ngày mai người ta xuống, được không? Được. Mai thì nói chung xuống thì mình cứ nói chuyện rồi mình ba mặt một lời trước đi. Ờ. Chứ bây giờ tự nhiên nói chuyện đây nhiều khi cũng không rảnh cho lắm. Ừ. Coi mời thứ năm. Thôi ngay mới chủ nhật đi. Không được, con phải có công việc của con đó chứ, con đâu có ở đây con trực tiếp ngoài được. Vậy rồi là... Bây giờ con nếu mà được thì cái mai kêu người ta xuống này. Ờ, mà kêu. Tranh thủ ngồi nói chuyện xíu thôi chứ đâu có... cho ổn định. Vậy đi ha. Được không? Rồi. Nhưng mà cái người này để em cho chị xem mặt chứ, nhiều khi chị này bảo là... sao có sợ già quá không? Lớn tuổi xíu được không? Dạ, lớn tuổi quá chắc nó sợ. Hả? Dạ, tại vì cái người này lớn, nói chuyện hơi lớn tuổi á. Cũng không lớn lắm đâu. Từ nha, đây này. Là không muốn người lớn tuổi hay gì? Nhưng mà ba gã thì sao? Hả? Nhưng mà ba gã thì nhiều khi cũng mệt quá, ốm quá không được. Nói chung là người ta lớn mà người ta thương mình cũng được mà. Đúng không? Thì người ta có ngành nghề thì nó mình mừng rồi. Ừ. Phải không cháu? Dạ. Chú nói vậy phải không? Dạ đúng rồi. Có ngành nghề là mơ trong tay là mơ không người... là có ngành nghề trong tay là mơ mình vô mừng rồi. Hay là nhìn có rõ không? Ừ nó hơi giống ông Từ Ngũ ở dưới Cà Mau. Ông chết rồi đó. Cái này về nhập băng rồi. Được không? Được không? Được. Cái này nó giống mà dựng rễ. Ốm hơn dựng rễ một chút. Ốm hơn rễ chút hả? Giờ dựng rễ ở dưới Cà Mau giữ một tâm thú á. À. Nhưng mà được không? Hình này được không? Được. Đây cho xem hình đồng hàng rồi đây nha. Đó, cho xem hình đồng hàng đó. Là chú đồng ý đúng không? Nhìn đẹp trai cao ráo mà đúng không? Hay là có muốn gọi điện nói chuyện giáp mặt không? Thôi đi. Đã kêu người ta xuống đi. Kêu người ta xuống nha. Cái đó là chú chứ kêu còn kêu xuống nha, chị đồng ý không? Đồng ý rồi đúng không? 100% chưa? Ông mẹ nữa, kêu xuống đi. Đây nè, nhìn mặt cho này. Người ta xuống đi. Giáp lời rồi mà mình thấy mặt đàng hoàng rồi mà. Đúng rồi. Cái gì mình tính cái này. Thì mình cứ xuống đi, mình gặp mặt xem chứ sao. Làm thinh nó đâu biết gì đâu. Sao nhưng mà chị nhìn thấy ông này được không? Hơi lớn lớn hơn tuổi chị hơn xíu, được không? Nhưng mà người ta... Mà lớn tuổi thì nhỏ xác. Có nghĩa là thường người ta lớn như vậy người ta sẽ biết thương vợ hơn. Cái này là ốm mà ông này cha này là ốm hơn Dương Ghế ở dưới chợ Cà Mau mà bệnh chết rồi, bệnh phổi chết rồi. Lên máu nữa. Sao được không để con biết đường ngay. Điện thì điện. Có điện không? Không có mà chuyện kêu người ta xuống thì xuống đi. Kêu người ta xuống nha. Ngày mai đó. Ngày mai đúng không? Mai tầm trưa được không? Sao chị bây giờ nếu mà đi về Cà Mau là lấy chồng thì được không? Tại vì cái này cũng đang nói chung là lòng trọng quá rồi, để suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ gì nữa? Thì bây giờ đó là nó cái ý của nó là nó thì ở dưới Cà Mau á thì nó chắc cú sống nổi rồi đó. Hiểu không? Tôm cá đầy đồng. Đúng rồi. Không có tốt đồng bạc nào trong túi mà móc ra mua đâu. Đúng rồi. Mình mua rau thôi. Dạ. Đồ ăn cá mà mắm này kia đồ cá bự đồ ở cái vuông đó. Dạ. Bắt đem về. Quái đem về sao không nổi. Mình tốn tiền rau hơn cha cháu.
trước tiền cho nhưng mà con nói, nhưng mà con nói trước là cái người đến năm mấy tuổi nha. Ờ biết rồi, ừ. Nhỏ hơn anh chú nhiều. Nhiều khi những cái người như vậy họ mới thương vợ đấy, đúng không? Họ biết, họ biết làm ăn đúng không? Ờ. Chứ không như mấy đứa trẻ trâu mà nó về nó không biết lo không phải à? Kìa, người ta ở giá rồi nó nhóng chân kìa. Dạ. Đồ con như vậy đó, hơi chậm chậm vậy đó. À. Có đừng bà mà ve luôn. Nhưng mà khi yên tâm đi, về là mà chịu, nếu mà xác định lấy là phải kết hôn đàng hoàng. Ờ. Chứ không có kết hôn là không chịu, đúng không? Ờ, cho chú qua ra ra. Nhưng mà mình mới coi thôi à. Ừ. Chứ mình coi cái tướng không cao không hay là... Cao. Cao lắm, bự, cao và bự con. Thì cao hơn mà mẹ con thì được rồi. Cao đó, mà. Nó kiếm lùng á. Lùng 70 lùng á. Thích cao hay sao? Thích cao hay sao? Thích cao cao vậy hả? À. Thì cao mà, người này cao lắm. Lùng như mẹ nó là cao, đó. Cao hơn chị này, tính là cao bằng chị này luôn á. Được không? Nhưng mà chính xác chị này bao nhiêu tuổi chú? Là mấy tuổi rồi chú nói rồi? Đâu? 33 tuổi. 33 tuổi. Trọn thân luôn. À, nếu vậy là kém nhau gần hơn trọn thân luôn. À, nếu vậy là người đó với người này là kém nhau hơn 20 tuổi đấy. Trọn thân đấy. À. Không phải là đây nó 22 mấy tuổi đâu, không có đâu. 33 tuổi. Không, ý là nói là chị này với cái người đó là chênh nghịch nhau là mấy chục tuổi đấy. Hơn 20 tuổi đấy. Thì lo mà ăn được rồi. Có nhà, có đất đai rồi, có ghe, có thứ đi làm ăn được rồi đúng không? Ừ. Chứ bây giờ hỏi chứ bây giờ vậy để cho chú sống bao nhiêu năm nữa? Dạ. Yeah. Bây giờ vậy này, có nghĩa là bây giờ cái người đàn ông đó là muốn là ngày mai tới đây để gọi là ra mắt chú. Ờ. Với ra mắt cái chị này. Ờ. Là muốn là xuống hỏi thấy chú á, là xin phép chú á. Ờ. Là để lấy chị này. Ờ. Thì bây giờ là chú nhất định là đồng ý cho người ta xuống đúng không? Ờ. Còn chị có đồng ý không? Dạ đồng ý đi. Đồng ý đúng không? Ha. Rồi bây giờ để sắp xếp cho hai bên gặp nhau. Rồi khi mà mình nói chuyện giáp mặt với nhau xong, rồi bắt đầu nếu mà mình gả ấy, thì mình phải thỏa thuận như thế nào, là ví dụ như thế là bây giờ nếu mà lấy con tôi về thì phải làm giấy kết hôn. Ờ. Đúng không? Dạ. Rồi phải lo được cho con tôi. Ừ. Đúng không? Rồi nếu mà đưa con tôi về đó thì phải cho tôi biết ở chỗ nào đúng không? Dạ. Có nghĩa là phải biết, có nghĩa là ngày mai người đó sẽ cho chú xem giấy tờ nó kia luôn. Ờ. Quê quán người đó ở đâu là chú phải biết. Ờ. Hiểu không? Rồi bắt đầu là người này vợ, tình trạng vợ con như thế nào, đã vợ mất thật chưa, có giấy đàng hoàng, chú yên tâm ha. Ờ. Có nghĩa là người đó là vợ đã mất rồi. Ờ. Trước đó là con nghe đâu là hình như người này là có một người vợ nhưng mà bỏ rồi, xong về sau người vợ thứ hai là mất rồi, là có giấy đàng hoàng luôn, có giấy độc thân đàng hoàng luôn, có giấy độc thân luôn. Ờ. À, là bây giờ là đang rất chi là thích cái chị này, cho nên là muốn là xuống đây xin phép chú để được lấy chị này làm vợ. Bây giờ nếu mà người đã xuống thì nếu mà chú gả thì chú yêu cầu như nào, chú có thể chia sẻ không? Là bây giờ thì bình thường đi. Ừ. Kêu người đó bình thường đi. Ừ. Đừng có hồi hộp gì chứ á. Dạ. Xuống thì xuống. Ừ. Chú cho xuống thì xuống. À. Đừng hồi hộp. Dạ. Đừng nói cho chú suy nghĩ đầu óc người đó đó. Ừ. Lung tung người nó gối. Dạ dạ dạ. Đừng có sợ cái gì chứ. Dạ. Chú bình thường. Ủa nhưng mà chú nói là chú có 65 tuổi thôi hả? Ờ. 65 tuổi thì người kia gần 60 rồi, tính chênh nhau gần như bằng nhau tuổi à? Hả? Tính nhau người kia 50 mấy. Ờ. Là thua chú là gần 10 tuổi. Ờ. Vậy được không? Chú là tuổi con chuột mà. Nhưng mà vậy được không? Chính lịch vậy được không? Được. Rồi chị có đồng ý không? Đồng ý đúng không? Rồi bây giờ là nếu mà người ta mà chú đồng ý gả thì chú yêu cầu gì ở người ta? Thì bây giờ nó như cho nó một hơi bộ đồ gì đó hen. À ý là cho con gái rồi chú. Rồi mâm mà trái cây này kia đồ ha. Chú không cần thiết mà tại vì có nhiều làm nhiều à. Là có nghĩa là làm một mâm cơm đúng không? Ờ. Có làm mâm cơm không? Ừ. Làm mâm cơm đấy ở đây luôn hay sao? Có kêu mẹ tới không hay là có kêu hai bên gia đình tới không? Mẹ nó không lên đâu. Mẹ không lên hả? Ờ, nếu mà là chỉ có hai cha con với cả mấy người thôi hả? Có hai cha con à. À. Với nếu vậy là kêu cái người đó nếu như mà lấy vợ thì kêu một vài người anh em xuống đây. Ờ, để... một hai người bên bển á. À. Xuống đây luôn. Ngồi đây đó làm mâm cơm chung bàn vậy đó được. À.
là đồng ý rồi, thôi là xong. Ừ, xong bắt đầu rồi. Có cháu nữa nha. Rồi. Con làm chứng đó. Mà cái này con nói chú này, cái này không phải là con làm mai mối đâu nha. Biết rồi. Con chỉ thấy người ta thích vậy thì con dân tới cho thôi. Chứ con không phải là mai mối gì nha. Chú không có nghĩ cái đó. Chú về không sau, có. Ý là con nói là về sau lo mày có chuyện gì thì đừng có đổ thừa cho con nha. Ừ. Được không? Ừ. À. Tao chị thấy sao? Kêu họ tới cho con sao? Kêu họ tới xong xem sao hả? Nhưng mà nôn lấy chồng chưa? Lúc hả? Hả? Lúc đặt đầu á, nôn dữ lắm á. Lúc đầu là nôn dữ lắm. Dạ, tại vì cái bà mình nhà sát có nói mình đang nói chuyện hết, thấy cái chuyện đây à. Nhưng mà giờ còn nôn không? Giờ còn muốn lấy chồng không? Nôn lấy chồng không? Mất hứng hết trơn. Sao vậy? Đẹp nó thiệt là mất hứng hết trơn. Sao vậy? Tại vì không, trong túi không có đặt đạp chích, rồi không có thể nào đi được. Tại vì con khác thì nào là bốn nhà bốn cửa ung sầm hết trơn á. Thì bây giờ lấy người ta về, người ta chăm lo cho mình, người ta có đất có đai mà. Dạ. Người ta có ghe hàng đi buôn bán mà. Thì mà người ta giao mình ở nhà rồi. Ừ. Đó là khỏe rồi đâu con. Hả? Ờ. Vậy là cha chị ở đó được cái gánh nặng. Nó mà người ta ơi, nó nói ơi. Mà sao mà không được. Bà kia mới xảy chuyện đây à. Ý là bây giờ là cái người đã đưa chị về sống là một là hai vợ chồng đi cùng với nhau đi ghe hàng đấy buôn bán, hai nữa là ví dụ như thế là làm một cái nhà lên ở ví dụ vậy. Người ta buôn bán là ngày người ta kiếm tiền nhiều lắm á, đúng không? Người ta lo được nhắm, người ta lo được thì cho mình. Nó giữ số tiền rồi người ta đâu, đừng ông đâu có giữ gì. Ừ, phụ nữ giữ tiền. Ừ, đúng không? Được không? Thấy vậy được không? Nhưng mình cầm sổ rồi đó. À, cái đó là mình cầm tiền là cầm sổ đó. Nhưng mà nhất quyết là về phải đồng ý đâu làm giấy kết hôn thì mới cho lấy. Ừ. Còn không làm giấy kết hôn là thôi. Ừ, không làm giấy kết hôn là không cho nó không cho gước gì chân á. À, có nghĩa là phải hai người phải dẫn nhau ra ngoài phường ủy ban thì làm giấy kết hôn xong thì lúc đó mới cho đưa đi. Ừ, đúng không? Ừ. Để người ta biết người này lấy vợ chồng ở đâu, đúng không? Ừ. Chứ bây giờ mà tự nhiên khơi tới rắc về đâu được, đúng không? Đâu có, nó dẫn khơi đâu có được. Ừ. Nếu khơi là chỗ đâu mà ở. À, bây giờ con xác minh lại một lần nữa nha. Ừ. Là có nghĩa là cái người đàn ông đó muốn lấy con gái của chú á. Ừ. Là năm nay là hơn 50 tuổi rồi. Rồi. Là quê ở Cà Mau. Ừ. Trước kia là đã có một người có hai đời vợ nhưng mà đều bỏ hết rồi. Một người mất, một người bỏ rồi. Rồi. À, thì bây giờ là chú có đồng ý là cho người đó xuống đây để gặp mặt chú, xin phép chú để cưới cái chị bên cạnh này không? Cho đúng không? Đồng ý đúng không? Không thay đổi đúng không? Không. À, nếu vậy là ngày mai trưa người ta tới đây ha. Được không? Được. Rồi bắt đầu hai bên gặp mặt nha. Rồi có nôn khi gặp chàng rể không? Cái này gọi là đơ người luôn rồi. Đơ người luôn hả? Là thích quá hả? Là thích quá xong đơ người hay sao? Cái này lộng cộng không biết cái làm sao mà đẩy hết cả hai á. Là sao? Mà cái này lộng cộng quá không biết được đỡ. À. Cái này cũng như lập chụp quá là không có được đỡ thật á. Lập chụp là sao chưa hiểu. Cũng như thì chỉ cần tới đây ngồi nói chuyện thôi mà, mua mấy chai nước về ngồi ở đây là uống ly rượu rồi bắt đầu ngồi uống nước. Xong bắt đầu là người đó sẽ thưa chuyện với chú này là bây giờ con tên là đó là ở đâu đấy. Hôm nay con muốn xuống dưới đây để muốn cưới con gái của chú, đúng không? Thì chú có đồng ý cho hai bên qua lại hay không? Rồi nếu đồng ý thì chú yêu cầu như thế nào? Chú yêu cầu là bây giờ hai đứa phải, nếu mà vậy là phải kêu là một mâm cơm hay cho bé này vài bộ đồ, rồi bắt đầu là phải làm giấy kết hôn. Nếu được thì chú gả cho, đúng không? Đó, vậy đơn giản thôi mà. Con đơn sơ thôi à. Còn là về thì gắt gối gì đâu. Còn nếu mà được thì con sẽ hỗ trợ đưa hai người, đưa cả chú nó về Cà Mau thăm gia đình nhà anh đó, đúng không? Xem quê quán như thế nào, nhà cửa ở đâu để anh biết, đúng không? Trời ơi, tự nhiên có người hỏi cưới thích chết mồ, đúng không chị gái? Dạ. Thấy không? thích không? Thích đúng không? Vậy là ngày mai tầm trưa đi ha. Được không? Có khoảng mấy giờ? Thì nói chung là tầm trưa mai á. Tầm 10:30, 11 giờ, 12 giờ đó. Có 12 giờ được. Tầm người giờ đó là người đấy đang ở trên Sài Gòn đi xuống.
Tại vì chú từ cầu Quỳnh Múc gì à? Dạ. Chú đi Bình Minh gì nữa? À, chú đi chuyện. Chú đi mấy giờ về? Có khoảng 11 giờ chú về tới à? Về sớm sớm chút ha. Ờ, có khoảng 11 giờ hả? Chú về, về tới đây à? 7 8 9 10. Chú đi đi lượm với trai hả? Dưới người ta coi người ta là đi đi xin đồ ăn hay gì xin người ta trông coi xin cô đồ từ thiện xin cơm hả xin xin cơm hả ngày mai nữa hả thôi ở nhà đi có gì cơm mà mai con cho khỏi con đi xin được không được nếu vậy thì mai ở nhà đi rồi mai nếu mày được thì hẹn nhau ngày mai mình gặp nhau rồi được không được rồi bây giờ có cần gọi cho người đó không con gọi cho người đó báo cho người đó biết nha cho người đó biết đi dạ ngày mai rồi alo nghe alo. Nghe không anh nghe em vừa gửi cái clip anh thấy không thấy thấy cái đoạn clip em gửi chưa chưa thấy thì nói chung là được em có ghé chỗ cái chú ở nhà hoàng mấy cái chị gái này bây giờ là gia đình đồng ý là mai cho anh xuống xuống thăm xem tình hình như thế nào này. Ghé rồi hả? Em đang ngồi đây này nhưng mà bây giờ em vừa gửi cái clip cho anh nhá là chú nói là chú đồng ý cho anh xuống em nói là anh bao nhiêu tuổi là chú đồng ý hết rồi đó. Mấy rồi đấy hả? À có nghĩa là chú này biết anh bao nhiêu tuổi rồi trước đây vợ con như thế nào là biết hết rồi bây giờ đang độc thân. Thì bây giờ anh có ý định là muốn lấy con gái của chú thì anh nói hẹn là trưa mai thì bây giờ trưa mai mình gặp nhau ở dưới đây. Rồi bắt đầu là để nói chuyện hai bên giáp mặt. Rồi. Ok chưa? Ok. Nếu mà có người thân nào ấy thì kêu người thân dẫn một người xuống dưới đây cũng được. Còn không thì đi một mình xong hôm sau nếu mà có làm cái lễ thì đi hai người. Ở trên này mấy đứa này nó màng không rồi. Thôi bây giờ cứ xuống đi, cứ xuống giáp mặt trước cái đã. Nếu mà đồng ý rồi lúc đó thì mình mới tính đến cái chuyện mà đưa thêm người thân xuống để giống kiểu làm cái lễ nhỏ nhỏ ấy mà. Đúng không? Được không? Được không chú? Được. Có nghĩa ngày mai xuống đây là chỉ có mình anh đó thôi. Và là xuống để chào gặp mặt thôi. Chứ chưa có lấy luôn. À, còn là nếu đồng ý rồi thì lúc đó nào lúc nào mà cảm thấy mà ví dụ như làm cái lễ hoặc là ví dụ như thế là khi nào mà muốn bắt vợ thì phải làm đủ thủ tục thì đưa vợ về thôi. Được chưa? Ok chưa? Vui chưa? Đấy, đi xuống cụ thể đi gặp bạn. Hả? Đi xuống dưới gặp đi cụ thể đi bạn. Thì anh cứ xuống đi rồi mai mình bàn tiếp. Dạ chú ở dưới hả? Vâng em đang ở dưới đây này. Nghe. Em vừa gửi cái clip cho anh nha, chú nói là chú đồng ý đấy. Vậy là mai mấy giờ xuống để biết đường hẹn chú này? Sáng sáng 6 giờ đây 6 giờ rưỡi rồi đi lên xe. 6 giờ rưỡi lên xe đúng không? Đó, chắc cũng 8 9 9 10 giờ gì đó. Ok, cứ cho là tầm 10 rưỡi 11 giờ đi ha. Em hẹn để cho chú này ở nhà với chị gái này ở nhà ha. Rồi ok. Rồi vậy đi chú. Rồi ok. Rồi vậy là bây giờ là người ta hẹn là tầm trưa mai tầm 11 giờ. Là người ta tới đây. Ha. Dạ. Thì đó chú cứ bình thường như mà khi thôi lau bàn lau ghế để đây ngồi nói chuyện thôi có gì đâu. Hai bên hỏi thăm anh quê ở đâu tên là gì như thế nào. Bây giờ lấy con tôi về có lo được cho con tôi hay không? Rồi lấy về dự định là lúc mà chú yêu cầu là khi mà tới rước dâu ấy thì phải cho con tôi một bộ đồ là một mâm cơm. Rồi trước khi mà dẫn nó về nhà là phải làm cái giấy kết hôn. Đúng không? Đó, thì chú cứ làm đi, có gì con ở đây con hỗ trợ cho chú. Không bao giờ để cho cái phần bên chú thiệt. Nha. Thế chú cứ yên tâm ha. Còn cái này là quyết định là của bên gia chú nha, con không làm mai là mối gì nha. Chú đồng ý thì chú gả. Biết rồi, hiểu. Chú đồng ý thì chú gả, không đồng ý thì thôi. Nhưng con chỉ nếu mà được thì con chỉ hỗ trợ là đến lúc mà người đó bắt buộc là phải có trách nhiệm chị này phải làm giấy kết hôn nọ kia. Ok chưa? Rồi ok. Hiểu rồi. Rồi hôm nay thì mình cũng tới báo tin cho gia đình là ngày mai sẽ có một cái lễ ra mắt giữa chàng rể và bố vợ và gặp mặt vợ tương lai. Thì cha vợ là 65 à? Trước là tưởng 75 chứ. Còn là chàng rể thì năm nay cũng trên 50 rồi. Còn chị gái này mới hơn 33. Thì có thấy chênh lệch tuổi có sao không? Không nhầm.
Hả? Cái tuổi nó trên hơn của em đó, tại nhà. Ờ thì hơn tuổi của chị một tí có sao không? Không sao đúng không? Hơi lớn tuổi một chút. Hơn lớn nhưng mà người ta biết lo là được rồi đúng không? Có chỗ ở là có chỗ có người thương yêu mình là được rồi ha. Ừ. Rồi nếu vậy thì hẹn tất cả quý vị và các bạn trong một cái clip ngày mai xem khi hai bên giáp mặt nói chuyện rồi làm lễ dặm ngõ sẽ như thế nào thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người cùng coi ha. Thì mọi người nhớ follow cũng như đăng ký kênh để được xem phần tiếp theo rõ hơn về cái mối tình của chị gái này với một người đàn ông mà cũng khá là lớn tuổi, chênh nhau khoảng độ 20 mấy tuổi các bạn. Và cái chuyện chú này gả con như thế nào thì mình sẽ quay và tiếp và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Bây giờ mình sẽ dừng cái phần này ở đây nha các bạn. Mọi người nhớ đăng ký follow kênh để theo dõi phần tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Có nghĩa là khi mà người đó muốn đến đây mà lấy chị này á, là cái việc đầu tiên là phải làm giấy kết hôn trước. Rồi sau đó về sẽ tổ chức mai là cứ giáp mặt trước, giáp mặt hai bên trước. Rồi sau đó thì sẽ làm giấy kết hôn. Rồi sau đó sẽ làm một mâm cơm nhỏ nhỏ ở đây. Rồi kêu người đó mua cho chị mấy bộ đồ đẹp đẹp. Coi như cái gọi là mình không có nhiều thì phải có cái tấm lòng đúng không? À, để cho một người phụ nữ mà lấy chồng thì nó phải có một cái gì đó chứ đúng không? Mỗi cái là người đó thì nhiều tuổi một chút xíu, nhưng mà theo như con nghĩ thì nhiều tuổi chắc là người ta sẽ thương vợ hơn, thương con mình hơn đúng không? Chú mừng không? Có mừng không? Chị có mừng không? Lấy được chồng có mừng không? Mừng đúng không? Chú cũng mừng đúng không? Chú có gì làm hộ thân cho mình chứ. Đúng rồi, có nghĩa là khi mà đang... có nghĩa là khi kết hôn đó mà có cái giấy kết hôn thì thứ nhất là mình biết là con mình lấy người nào ở đâu đúng không? Rồi bắt đầu địa phương người ta cũng biết ở cái cô này gả cho cái người đó, về sau có cái chuyện gì thì mình có thể tìm người đó được. Chứ bây giờ mà kiểu dẫn khơi khơi đi lỡ mày về sau có chuyện gì mình đâu có làm gì được người ta đúng không? Bảo đây là người ta lại nói là cô này theo người ta thôi đúng không? Nên là bắt buộc là mình phải làm giấy kết hôn thì mình mới chỉ đồng ý, còn không đồng ý là thôi đúng không? Rồi vậy là chênh nhau là mấy chục tuổi không sao đúng không? Rồi vậy đồng ý là chốt ha. Ngày mai sẽ diễn ra một cuộc gặp mặt giữa cha vợ và con rể cũng như chồng tương lai của chị này nha.